Ok, xin chia sẻ với các bạn cái chuồng mình đã từng đăng qua lần rồi. Thì cái này để phơi nắng cho rùa làm sao cho tốt nhất. Thì với một cái chuồng như vậy á, thì khi nó ỉa xong các bạn có thể xối nước cho nó chảy ra ngoài hết ha. Thì cái chuồng của các bạn sẽ luôn sạch sẽ. Thì lúc đó thì sẽ tránh được một số bệnh như là nổi hột ở chân và nó bị kiến cắn cái cục đỏ 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 và bị mũi chích. Còn nếu các bạn bỏ thả mấy cái con này ở dưới chuồng đất á, thì nó bị những cái con dung nó bám vô chân, ốc sên nó bám vô chân, kiến nó cắn, nó sẽ bị nổi hột đỏ đỏ đỏ, thì nó sẽ làm con rùa của bạn không đẹp nữa. Thì đây là cách phơi nắng của mình.